Hello mọi người, các bạn có khỏe không? Gia đình của mình thì bây giờ đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, đang chờ làm thủ tục check-in để bay ra Phú Quốc. Chuyến đi này thì gia đình mình sẽ đi tổng cộng là 4 ngày 3 đêm và gia đình mình chọn ở khách sạn Intercontinental Long Beach. Thật ra thì cũng đã rất lâu rồi gia đình mình mới có một cái chuyến đi chung với nhau như thế này. Mình thì lúc nào cũng vậy, giữa đi xuống biển với lại đi lên núi thì chắc chắn là mình sẽ chọn đi xuống biển. Mình rất là yêu biển. Các bạn cùng theo chân gia đình mình nha. Đây là lần thứ hai mà mình lựa chọn ở tại khách sạn Intercon. Lần này dẫn ba mẹ ra thì mình đã book một cái suite có hai phòng ngủ với view biển. Phòng này thì nằm ở hướng giữa của khách sạn cho nên buổi chiều các bạn ngắm hoàng hôn sẽ rất là đẹp luôn. Điểm yêu thích nhất của mình đối với khách sạn này đó là họ làm đồ ăn rất là ngon, món Tây và món ta đều ngon cả. Ngoài ra thì tiện nghi của phòng cũng rất là tốt. Bây giờ thì đã là 3 giờ chiều rồi, mình sẽ tranh thủ cất đồ đạc và đi xuống hồ bơi bơi nha. Tối hôm nay thì gia đình mình ăn ở nhà hàng Xin Chào, số 66 đường Trần Hưng Đạo. Theo mình được biết thì nếu như các bạn đến đây ăn vào cái khung giờ từ 4 giờ đến 6 giờ thì các bạn phải gọi điện thoại để đặt bàn trước. Lý do là vì nhà hàng này thì nằm sát bờ biển. Từ 4 giờ đến 6 giờ khi mà các bạn đến đây ăn thì các bạn sẽ được ngắm hoàng hôn trên biển rất rất là đẹp. Đồ ăn ở đây thì mình thấy khá là ngon, hải sản rất là tươi và họ chuẩn bị đồ ăn cũng rất là nhanh nữa. Giá cả thì có hơi cao một chút nhưng mà mình cảm thấy là xứng đáng.
À, và các bạn nào mà thích nhâm nhi rượu trong khi ăn thì các bạn có thể gọi thêm rượu sim. À, đây là rượu đặc sản của Phú Quốc. Ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ dành cả ngày để thư giãn ở bên trong khách sạn và sẽ không đi ra ngoài, bởi vì ngày mai sẽ là một ngày có rất nhiều hoạt động ngoài trời. Gia đình mình sẽ tranh thủ chụp thật là nhiều ảnh đẹp với nhau. À, lần trước ra đây ở thì mình đã không có thời gian. Phải nói là mình đã dành toàn bộ thời gian để bơi hồ bơi và không có kịp tắm biển. Cho nên lần này ra đây mình quyết tâm là phải tắm biển cho bằng được. Biển ở Intercon thì cũng rất là đẹp và nước cũng cạn nữa. Hiện tại thì gia đình mình đang đi bộ từ trong resort ra đến nhà hàng ăn. À, tối hôm nay thì gia đình mình ăn ở nhà hàng Sea Shack, cũng nằm ở bên trong resort luôn. Nhà hàng này thì nằm ngay sát biển cho nên là buổi tối nếu như mà các cặp đôi đi ra đây ăn tối thì sẽ rất là lãng mạn luôn. Và đặc biệt là buổi tối họ cũng có phục vụ nhạc sống nữa. Đây là món bánh hamburger đen và cũng là món mà mình cảm thấy là ngon nhất trong bữa ăn hôm nay. Ngoài ra thì nhà mình cũng có order một phần hải sản tổng hợp và một phần gà Phú Quốc. À, nhưng mà hai món này thì mình cũng không có ấn tượng lắm. Đặc biệt là món hải sản mình cảm thấy là giá hơi chát so với chất lượng. Từ lúc về Việt Nam thì khi đi club, đặc biệt là những cái club mà có giá thành hơi cao một tí thì mình sẽ gọi Long Island Iced Tea. Đây là một cái loại cocktail mà nó bao gồm 4 loại rượu: rượu gin, rượu vodka, tequila và rượu rum. Nó khá là nặng đô và thường thì người ta sẽ pha nó ở trong một cái ly cao. Mình cảm thấy là mình gọi cái món cocktail này thì chất lượng đi đôi với số lượng nha mọi người. Mẹ mình thì đang feel the beat, đang rất là vui đó mọi người. Chào buổi sáng cả nhà. Sáng hôm nay thì gia đình mình book tour đi 4 đảo bằng cano. Đây cũng là lần đầu tiên mà gia đình mình đi chơi kiểu này ở Phú Quốc. Mình được biết thì ở 3 đảo đầu thì họ sẽ cho mình dừng lại để tham gia các hoạt động biển, ví dụ như là đi bộ dưới biển nè, lặn ngắm san hô nè. Còn ở đảo cuối cùng thì họ sẽ dừng lại cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi để mà mình ăn trưa, cũng như là chụp ảnh và tắm biển nè. Và tour sẽ kết thúc vào lúc 4 đến 5 giờ chiều. Tour này mình đi thì có giá là 900 ngàn một người.
Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều option khác. Họ cũng có những cái tour mà đi bằng thuyền và tham quan chừng 3 đảo thôi. Nhưng mà sau khi tham khảo với lại nhân viên của khách sạn thì mình quyết định book tour đi cano, bởi vì đi cano thì sẽ tiết kiệm được thời gian nè và đỡ bị say sóng hơn nữa. Cả nhà mình bây giờ đang chuẩn bị tham gia hoạt động đi bộ dưới lòng biển ngắm san hô. Cá nhân mình thấy thì hoạt động này rất là thú vị, vì các bạn sẽ được đội một cái nón giống như phi hành gia và đi dưới lòng biển. Nếu bạn biết bơi không biết bơi thì cũng không có thành vấn đề. Khi mà mình được đưa sâu xuống bên dưới thì sẽ có các anh thợ lặn đi theo và hướng dẫn mình, cho nên mình sẽ không có phải ở một mình ở bên dưới, không có lo sợ nha mọi người. Mới đầu khi mà xuống dưới thì mình sẽ bị cảm giác là ù tai và hơi đau tai một chút xíu. Và cái giá của hoạt động này đó là 1.450.000 một người, bao gồm cả quay phim ở dưới nước luôn. Bữa ăn cuối cùng thì gia đình mình quyết định là sẽ đi ăn cơm nhà. Đây là một cái quán mà mình đã search ngẫu nhiên trên mạng, không có qua giới thiệu nha mọi người. Và cuối cùng mình rất là hài lòng, bởi vì món nào cũng ngon, món nào cũng vừa miệng cả. Và đặc biệt giá cả cũng rất là phải chăng luôn. Lần tới khi mà gia đình mình ra Phú Quốc thì nhất định sẽ quay trở lại đây. Sắp về tới nhà rồi mọi người ơi. Bây giờ thì gia đình mình đang ghé để đón bé Martini, bé mèo của mình. Đây là một khách sạn thú cưng mà mình vừa tìm thấy mấy ngày trước khi đi Phú Quốc. Mình rất là mừng luôn. Khách sạn này thì giá rất là phải chăng và dịch vụ cũng rất là ok. Khi mà mình đi chơi xa thì họ sẽ nhắn Zalo và gửi video của các bé cho mình coi. Dành cho những bạn nào ở quận 10, quận 11 thì các bạn có thể tham khảo ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha. Chào tạm biệt.